ấn like và ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo cho em làm nhé. Xin chào toàn thể các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ của salon Tô Tùng Bách Thái Nguyên. Trong cái video của ngày hôm nay thì em Nam lại tiếp tục lên sóng giới thiệu với mọi người một cái chiếc xe. Con xe này thì đã về bên salon Tô Tùng Bách loanh quanh khoảng 1 tháng rồi. Nó cũng đang thuộc một cái mặt hàng. Nói chung là 1 tháng là nó cũng hơi bị chậm, bởi vì nhà em bán xe cũng khá là nhanh. Vài ngày trở lại đây thì em bán được rất là nhiều xe các bác nhá. Cách đây khoảng 3 ngày em lên một clip thì lúc đó các bác thấy là ở cái mặt bằng này nó chật kín hết xe, hoàn toàn là không có chỗ trống. Bây giờ hiện tại thì ở tại cái vị trí này, một chỗ này, hai chỗ này, ba chỗ, bốn chỗ này, năm chỗ này, sáu chỗ này và bên kia nữa cũng đã coi như là đã trống rồi. Cách đây khoảng 3 ngày thì nó chật kín ở đây. Ở trên kho cũng còn một số xe và một số xe thì đang trong cái quá trình dọn dẹp, nhưng mà phải nói là 3-4 ngày trở lại đây nhà em bán rất là nhanh. Ngày hôm qua thì bán được 6 xe, cũng là một cái ngày mà bán được rất là nhiều xe, còn bình quân thì cứ một ngày là được khoảng 2 cái hoặc là 3 cái. Hiện tại là mua xe đang rất là khó, mà cái con xe này thì về bên salon Tô Tùng Bách được khoảng 1 tháng rồi, nó cũng gần 1 tháng rồi. Em cũng đã có một cái clip gọi là đăng trên kênh trong cái quá trình mà em di chuyển đi mua cái chiếc xe này. Hôm nay thì em sẽ lên lại cái chiếc xe này và chào bán cho các bác với mức giá là 378 triệu đồng. Xe thì em cam kết với các bác là không đâm đụng này, không gặp nước này, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Tức là keo chỉ zin, động cơ zin, hộp số zin và kính zin các bác nhé. Con này là sản xuất năm 2016, chất xe nó loanh quanh khoảng 6 vạn km. Con này thì em xem và kiểm tra thì nó vừa mới bảo dưỡng lớn ở trong hãng. Tức là chủ xe này thì thay dầu hay là chăm xe toàn vào đại lý và toàn vào hãng thôi, nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái lịch sử và nguồn gốc của xe. Con này là biển thủ đô. Chiếc xe này khi về bên salon Tô Tùng Bách thì em đã bảo dưỡng và thay thế những cái gì cho nó, thì bây giờ em sẽ kể và liệt kê qua luôn cho các bác. Trong cái quá trình di chuyển, tức là đi mua cái chiếc xe này về salon, khi chạy ở cái tốc độ cao trên cao tốc ấy thì nó có cái tiếng réo phát ra ở dưới cái bánh xe. Sau đó thì về đưa vào gara thì em đã kiểm tra ra hai cái vòng bi mây ơ của nó bị hỏng. Thứ nhất là ở tại cái vòng bi bánh trước và một cái ở vòng bi bánh sau, thì em đã cho thay thế, nên các bác mua chiếc xe này về sử dụng là không phải động chạm gì nữa. Với tiếp tục là một cái cục chân dầu ở tại cái vị trí đầu máy bên phụ, cái cục chân máy các bác nhá, chân dầu nhá, cái đấy thì em đã cho thay thế, bởi vì khi mà dừng đỗ đèn xanh đèn đỏ này, hay là các bác đỗ xe gọi là dẫm phanh ở tại một điểm mà về vào số D này, thì nó có hơi một cái lực, có nghĩa là nó hơi rung rung nhẹ và truyền lên trên vô lăng. Tức là cái cục này thì nó mới chớm đến cái giai đoạn nó cần phải thay thế, nhưng mà em cũng đã cho thay thế luôn. Nên khi các bác mua chiếc xe này của nhà em về thì chỉ việc sử dụng. Nói về cái dòng xe này thì khi mua mới thì nó cũng không phải là rẻ. Đây là một cái chiếc xe thuộc phân khúc Bách hạng B này. Giá mới lăn bánh nó loanh quanh khoảng trên 600 triệu đồng. Bây giờ hiện tại thì em chào bán cho các bác là 378 triệu đồng các bác nhá. Màu thì là màu xanh dương. Về kiểu dáng ngoại thất của cái dòng xe này thì giống như mẫu xe Mini Cooper này. Đây cũng có thể mệnh danh là những chiếc Mini Cooper của Nhật Bản. Dòng này bền bỉ, lanh lặn này và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Ở tại cái thế hệ xe đời 2016 thì nó là những chiếc xe sử dụng động cơ 1.4, đến 2019 thì nó là những chiếc xe sử dụng động cơ 1.2. Nhà em thì mua một con xe Suzuki Swift từ mới vào cái thời điểm năm 2019, phải đặt 3 tháng thì bắt đầu mới có xe giao các bác nhá. Lúc đó thì đi tìm mua xe lướt không được, rồi quyết định đi đặt xe mới. Mà đặt xe mới cũng phải 3 tháng sau thì em mới được nhận xe. Em lăn bánh cái con xe đấy là thành 605 triệu. Xong sau đấy thì nó lại có một khoảng thời điểm là tức là sốt xe thì lên giá, và có những cái khoảng thời điểm được khuyến mại nhiều thì giá thành của nó cũng rẻ đi một tí, nhưng mà nó giảm đi không nhiều đâu. Cái dòng xe này cũng thuộc ra một cái dòng xe cũng khá là cao tiền đấy, bởi vì trong cái khoảng tầm tiền đấy thì nếu mà chọn mà mua xe mới thì các bác cũng có thể mua được những chiếc xe vai ớt này, hay những chiếc xe mà có đầu có đuôi. Nhưng mà cái con xe này thì chạy cũng rất là hay, kiểu dáng đẹp này, nó rất là lành. Sau đây em sẽ quay chi tiết cho bác xem chiếc xe này. Bác nào mà hợp màu xanh với cái tầm tiền tài chính loanh quanh khoảng trên 300 triệu đồng, chọn luôn cái mẫu xe này cho em. Đi phố nhìn rất là bảnh, nhìn rất là chảnh các bác nhá. Đây là một cái chiếc xe sau 6 năm sử dụng này, sản xuất năm 2016 đến tại thời điểm hiện tại là năm 2022. Nhưng mà như các bác đang nhìn trong hình ảnh này thì cái form dáng của chiếc xe này thì đến tại thời điểm này nó vẫn chưa bao giờ nó lỗi mốt. Cái dòng xe này không những bền này, đẹp này, lành và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái model năm 2016 thì chiếc xe này được sử dụng và trang bị cái động cơ là 1.4, nên khi các bác chạy ở trên cao tốc này vượt xe cực kỳ là sướng các bác nhé. Con xe này chạy nó cũng rất là đầm. Đây là các cái chi tiết bên ngoài ngoại thất của xe, em sẽ quay gọi là tỉ mỉ và chi tiết vào hơn để cho mọi người cùng được xem. Thứ nhất là về keo chỉ, em đã cam kết bảo hành cho các bác này. Bề mặt vỏ nhựa đèn pha này, cả hai bên nhìn còn rất là sáng, còn rất là đẹp. Tất cả những chi tiết bên ngoài ngoại thất của xe thì nhìn còn rất là tươi. Đây các bác này, từ cái mặt ca lăng này cho đến bề mặt vỏ nhựa đèn này, đèn gầm này,
cũng rất là sáng này, cũng không có bị hấp hơi này, không vào nước này. Con này thì đã thay hai quả lốp, còn hai quả lốp còn lại vẫn là lốp theo xe. Đây, hai quả lốp đằng trước này là lốp date năm 2020, tức là thay hai quả lốp này rồi. Còn hai quả lốp phía sau vẫn là date năm 2016, gọi là lốp theo xe đây các bác này. Cái lốp theo xe thì nhìn cũng còn rất là đẹp này, trên bề mặt của nó này. Đây là bề mặt lốp này, và thứ hai là rãnh còn rất là sâu. Tức là các bác còn tận dụng và sử dụng được cái quả lốp này thêm một thời gian nữa thì các bác sẽ thay cái cặp lốp này trước này. Hai quả lốp trước là thay lốp date năm 2020 rồi. Nói chung là bốn quả lốp này về các bác vẫn cứ sử dụng được thêm một thời gian nữa. Sau đây thì em sẽ quay qua về cái nội thất của chiếc xe này. Nguyên bản của cái dòng xe này thì là nỉ. Bây giờ hiện tại đã được bọc lên một cái bộ ghế da màu đen nhìn rất là đẹp đây các bác này. Nhìn da rẻ, nhìn còn rất là mới này. Cái này là chủ cũ người ta bọc chứ không phải là nhà em bọc. Đây. Tất cả những chi tiết nhựa bên trong xe thì gần như là không có xước sát, mà phải chắc chắn luôn là nó không có xước sát, từ nhựa táp bi cửa này cho đến nhựa táp lô. Đây. Con này thì đã được dọn nội thất rồi nên bên trong cái khoang nội thất của nó nhìn còn rất là đẹp. Các cái chi tiết hao mòn để lại bên trong phần nội thất của xe thì nó cũng nói lên cũng không phải là một chiếc xe sử dụng nhiều. Đây, nỉ trần thì trắng tinh này. Đây các bác này. Cái dòng xe hatchback hạng B này, cái diện tích và không gian sử dụng ở bên trong xe nó cũng rất là rộng rãi. À, để em quay qua cái hàng ghế sau, sau đó thì em sẽ lên cái hàng ghế trước và điểm qua một số cái tính năng và công nghệ được trang bị ở trên chiếc xe này cho các bác nghe. Đây, ở hàng ghế thứ hai của nó cũng rất là rộng rãi đây các bác này. Ngồi thì nó cũng vô cùng là thoải mái. Con này thì đi loanh quanh thành phố cũng được và đi xa cũng rất là ok. Trần phèo thì trắng phau. Đây các bác này. Đây, em sẽ ngồi vào ghế lái này và kể qua một số các cái chức năng được trang bị ở trên chiếc xe này. Đầu tiên phải nói đến cái hệ thống an toàn của chiếc xe. Con xe này nó được trang bị hệ thống an toàn là 4 túi khí. Đây này các bác này, một bên lái, một bên phụ và hai bên ghế. Đây. Đầu tiên là phải nhắc đến cái chế độ an toàn của cái dòng xe. Đây. Một bên lái, một bên phụ và hai bên ghế. Cái màn hình này là một cái màn hình mà người ta update lên này. Cái này là màn hình Android. Chủ cũ người ta lắp thêm chứ không phải là màn hình theo xe. Đi cùng với cái màn hình này sẽ có một cái cam hành trình và một cái cam lùi. Nói chung là cái này thì người ta lắp vào rồi, về mình chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Các cái chi tiết hao mòn để lại bên trong phần nội thất của xe thì cũng không có nhiều. Thứ nhất là các bác sẽ thấy này, cái độ mòn ở trên cái tay nắm số này rất là thấp này. Tay nắm số nhìn còn rất là mới đây. Nó còn nguyên vân nhựa đây các bác nhé. Cái này là vân nhựa. Đây, đây là nhựa mềm, chất liệu nhựa mềm. Còn cái vô lăng, da vô lăng này. Đây, phím bấm còi và da vô lăng này. Vô lăng này thì từ đầu đến giờ sử dụng cũng hoàn toàn không được bọc vô lăng. Nếu mà bọc vô lăng nó sẽ để lại những cái vết hằn, nhìn một phát là sẽ biết được ngay. Chiếc xe này thì chủ cũ người ta sử dụng không sử dụng bọc vô lăng. Nhưng mà bề mặt da của nó nhìn còn rất là đẹp, chứng tỏ là xe không đi nhiều và không sử dụng nhiều. Đây các bác này. À, khi mua xe thì em còn một cái, hôm nọ em mới phát hiện ra ở trong cốp này có một cái tờ phiếu của hãng, tức là phiếu thanh toán hoặc quyết toán ấy, người ta vừa mới bảo dưỡng lớn hơn 6 vạn km ở tại ngoài đại lý xong. Nên các bác mua chiếc xe này về thì hoàn toàn yên tâm. Con này thì có được hỗ trợ tích hợp vô lăng nằm ở tại vị trí này để chỉnh một số cái chức năng ở trên màn hình. Ở chỗ này là cái nút công tắc gọi là bật tắt đèn gầm. À, gương kính chỉnh điện này, cột điện luôn này, cũng rất là hay và rất là tiện. Cái dòng xe này thì đã được hỗ trợ chìa khóa thông minh và nút ấn khởi động. Đây các bác này. Đấy. Điều hòa thì là điều hòa auto. Đây, điều hòa auto đây các bác này. Điều hòa hai vùng hay là một vùng đây, một vùng. Điều hòa một vùng auto. Con này thì ngồi bên trong xe cũng khá là rộng rãi. Ui ơi, mở anh cái capo mới. Sau đây em sẽ quay qua khoang động cơ cho các bác xem. Xe thì cũng rất là đẹp, đều, cứng xe. Bác nào mà hợp màu xanh thì lấy luôn con xe này cho em. Bởi vì bây giờ giá tiền của nó cũng khá là rẻ, loanh quanh hơn 300 triệu thôi, bằng một chiếc xe phân khúc hạng A siêu lướt. À, thay vì mua xe Kia Morning này hay là Hyundai i10 này, VinFast Fadin thì các bác cũng có thể sở hữu cái mẫu xe này. Mẫu xe này thì cảm giác lái của nó sướng hơn, em phải khẳng định luôn nó sướng hơn, đi nó đầm hơn. Động cơ 1.4 thì rất là bốc, đi vượt xe thì rất là sướng. Và trong khi đó kiểu dáng của nó thì lại sang chảnh hơn rất là nhiều. Đây, cái cục chân dầu mà em thay đây các bác này. Cục này là cục mới tinh nhé, đây là cục chân dầu, cục chân máy ở phía bên phụ này. Đấy, duy nhất có cái cục này, nó bắt đầu có cái hiện tượng chớm hỏng thì em cũng đã cho thay thế luôn. Động cơ và hộp số thì em cam kết là nguyên bản 100%, khẳng định luôn với các bác. Đây, hộp số còn nguyên keo chỉ đỏ đây. Đây, chỗ tay em chỉ xuống này, nó hơi tối. Xung quanh cái thân máy này, ốc thì không có dấu hiệu bạn mở. Đây, ốc răng ràn cò này. Và gioăng phớt nó cũng không bị lão hóa, nó không có cái hiện tượng rò rỉ hay là ẩm dầu.
cái cục keo thừa con robot nó bắn ra chỗ tay đầu tay em chỉ này vẫn còn nguyên này, đây tem cờ còn nguyên, các cái chi tiết trong khoang động cơ còn rất là đẹp, đây không han gì này, không mọt mục này, nhìn hợp kim còn rất là sáng. Động cơ này là động cơ 1.4 các bác nhá. Chiếc xe này thì cũng loanh quanh khoảng 6-7 lít rồi, các bác có thể vận hành được cho cung đường hỗn hợp rồi. Cái dòng xe này thì đi rất là hay. Bác nào mà quan tâm chiếc xe này liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Ở tại số điện thoại đó thì em có sử dụng Zalo. Sau đó thì em sẽ gửi cho các bác một cái bộ ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Em đang chào bán chiếc xe này cho các bác là 378 triệu đồng. Sau đây em xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.